Ông quý chủ. Ông chủ nhà bậc cả, mình tổ cái chấm đoàn ca này tiếp thi sạm đoàn ca, anh nông bắt đầu bị ca chung từ đồng nàng phát về nhá, mấy mình đọc ca, mình tổ ca tăng xung rô đi đầu chế bùa, nó sạ xây, rung đi. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, we were talking about the events that took place in Tria Village. And I want to go to the time where you were brought with a group of at least 40 other men to a house by the river. When you and the 40 men were taken to this house, how many Khmer Rouge soldiers or cadres were at that house with you? Mà phải tiếc khăn bụng nó chua chửi nó sẽ được nực bình bình nực lực tiền dù tập tục xâm lạp nó ngờ và dù tiền nó còn tiếc cốc tiếc I want to talk about when you first arrived at the house, when you were first brought there. Were the Khmer Rouge soldiers that were there, did they have guns? And was it when you were taken to that house that you and the other men, the other 40 men, were asked whether you were Cham or Khmer? When you were tied up and asked whether you were Cham or Khmer, who was it that was asking you this question? Dương plot bôi ta plot một tha khmai về thẹt đùl đời cũng trong quỳ đó về thẹt đùl nga đứa đầy đời về cho chặt cái bà vô chặt sọ lần cho mình vì nó là thợ bạc chọn chọc chấm nòng quỳ nữa à. Did they ask you any questions other than whether you were Cham or Khmer?
តើពួកគេមានចោតសំណួរផ្សេងទៀតទេទៅលោកទាំងអស់គ្នាក្រៅពីសំណួរដែលថាអ្នកណាជាចាមអ្នកណាជាខ្មែរហ្នឹងគេអត់មិនសួរអីចឹងដែរធ្វើបាបឲ្យយកទៅឲ្យទៅនៅលើផ្ទះហ្នឹងទៅផ្ទះយុគហ្នឹងឲ្យនៅលើផ្ទះសល់ផ្លូវហ្នឹងជាប់ចំណងគប់គ្នានៅផ្ទះហ្នឹង And when you were taken to this house, did you see people who were being held in other houses next to yours? នៅ ពេល គេ ដាក់ ឲ្យ លោក ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង ផ្ទះ ហ្នឹង គេ ចង ហើយ ហ្នឹង តើ លោក មាន ឃើញ ថា នៅ ផ្ទះ ក្បែរ ក្បែរ ហ្នឹង ជុំ វិញ ហ្នឹង មាន គេ ចាប់ មនុស្ស ចង ដាក់ ក្នុង ផ្ទះ ដែរ ឬ ទេ? ឃើញ បាន ឃើញ ឃើញ នៅ លួច មើល បង អុយ តាម គ្នា មក គប់ ផ្ទះ ទៅ នឹង បែក បែក ផ្ទះ បែក គ្នា ហ្នឹង ឃើញ នៅ ហ្នឹង នៅ ពេញ ពេញ ផ្ទះ គប់ ផ្ទះ ប្រហែល 10 ផ្ទះ ជាង បែក បែក គ្នា ហ្នឹង នៅ ពេញ ពេញ ផ្ទះ How did you know that the people who were in the houses next to you were also Cham? Ta hai ta vai dai lok dang tha neak dai ke chap chong dak neak knong pteah neak kwai kwai nang nang chea cham dai. Ha khoen cham, khoen pu khnyom mo wa tha o bong anh mo dai ta. Ha ke ni ke yom sang min sel mo hai phrap chang chang, phrap khnyom tan chang. Ta dai cham tu o khoen neak luoch mo pe oich mo cham tu. Did you recognize any of the other people, the other Cham people who you saw in other houses? នៅ ក្នុង ចំណោម Cham នៅ ក្នុង ចំណោម Cham ឬ ក៏ អ្នក ចាប់ ផ្សេង ទៀត ដែល គេ ដាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ នៅ ក្បែរ ក្បែរ ហ្នឹង? គេ ចាប់ មក ប៉ុណ្ណឹ ងគេ យក មក តាម ភូមិ ណា ទេ ភូមិ ក្រៅ ពី ភូមិ ខ្ញុំ ហ្នឹង ភូមិ ខ្ញុំ នៅ មក ដុំ ផ្ទះ ហ្នឹង ប៉ាន់ ឃើញ គេ យក មក ដឹង ភូមិ ក៏ ភូមិ ពី ណា មក ទេ មក យក ដាក់ ទៅ ហ្នឹង ដែរ đã tận năng mà cái lái đã khui chém mà đây mà cái lái để tục xâm lăng nữa à vì cái lái nữa à khui má nó cũng tre nữa You've said that you were locked in this house the guards and people around you went to sleep. I want to go now to the morning, the next morning. Can you tell the court what happened to the Cham people who were being detained in these houses? មាន រឿង អី កើត ឡើង the next morning when you got up ចាម ដែល គេ ចង ឃុំ ខ្លួន នៅ លើ ផ្ទះ ទាំង អស់ ហ្នឹង នៅ ក្នុង ផ្ទះ ទាំង អស់ ហ្នឹង ពេល ព្រឹក ឡើង តើ មាន រឿង អី កើត ឡើង ចំពោះ ពួក គាត់ ដែរ មិន មាន អី កើត ទេ យប់ នឹង មក យប់ ថ្ងៃ នឹង មក ថ្ងៃ ប៉ាន់ កើត ថា កើត យុធា មក ឆោត ថា បន្តិច ទៀត គេ យក បំ ឲ្យ ហោម ហើយ ថា ទេ ទៅ Tol nghệch mà tha thiệt ta tích tiết cái dọa bom ai họ mời. Tol mà ngay mà dùm ôn miền ai mà mặt đi. Tức ôn miền phấn. Bo có một bàn phê con đã tha linh linh. Mà ngay mà dùm ôn bàn ai mà tức ôn miền. Ai có ôn miền trâu nông phù đi. Đạch ôn không lăng nêl nông tiền nông chuộp chùm nông. I want to make sure I understand correctly. Are you saying that after you had arrived in Cham village, in Natria village, that you spent the next day locked up in that house without receiving any food, but nothing other than that happened that first day?
ហើយថ្ងៃដំបូងនៅដែលគេឃុំខ្លួននៅផ្ទះហ្នឹងគឺគេមិនអោយអ្វីហូបចុកតតោះតើខ្ញុំយល់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ຍົກກ້ອຍມັນກິຍໍຕຶຈອງເຮັດທັນຕິດຍໍຕຶປົງຫມອງມັນປຽກດານຍົມຍົມແຊຈຳນອງຄົນອ້າຍບາກດາຈອກຮອດເພິລກິຍໍຕຶປຽກດານອອກປຽກດານຈອກປີຄອຍຕິດທີ່ຫັນວິໂຍທີ່ຫັນເວຍັງຢູ່ທຽນໃນກາຍກດາຫມົກນັ້ນອອດມີຍຽມກອມຕິດແດ່ຍົມນັ້ນ dụng một bóng dèm còn tia dụng nắng ôn dọn giúp anh dừng cho họ bàn tiền cho dạy chấm nòng cho về lần I'll ask you I'll come back to what happened to your group and what happened to you when you were taken out that night. Before you were taken out of the house that night, did you see what was happening to the other Cham people who had been gathered in Tria village? ເຄີຍເນື້ອຫມົດຕື້ຫມົດປ້ອງນະພາຍຄັນດາວມີຫມົດປ້ອງນຶງມີດາວຫນຶ່ງດາວຖົມດາວຄັນດາວຫມົດປ້ອງນະຄັນຢໍຕື້ຄ្លាញ់ດາວນະຢູ່ຫນຶ່ງຢໍຕື້ຄົບຕຽອອກຕຽນີ້ຢໍຕຽນູຕຽອອກຕຽນີ້ຢໍຕຽລະຕົນຕາອໍມາມັນຕຽນຫນຶ່ງຕົນມອງປີດອບຕັ້ງປີປິລົມຕື້ບາງຫຍັງຕື້ And what happened to the people when they were taken out of the houses and brought to the riverfront? Yes, my question is what was done to the people who were brought out to the riverfront? Tông chấm nòm tới căn mình nẹt dương nẹt về chấm dù thia trên để dương sàm thập nẹt về sàm thập nẹt để dòm nẹt nẹt tới từ một liền lành cái đài thông nữa con ông còn một con thuyền vậy con ông đài nữa khi đài ban đấy khi ban đấy đài là một chè một đài đài pleasure tê Did you see people being taken into the river? Ta lok mien ban khoen ke nuam neak tang oh nang tau ton le dai ru te? Nyom khoen ta nyom wich pi tieh nang mo nyom puon neu knong school dam school 4 5 kom nyom puon mok puon neu klaing knong school nang bae phleu via nang Vì vậy, tôi dùng được từ một lý nữa. Phải bàm mát đọc bị phơi đó, nhưng bùn nó có lấy nữa. Còn tâm năng vì ọt khơi. Bùn nó không phải sưu bàm mát khôn. And what is it that you saw the soldiers
doing with the people in the river? Mr. Witness, did you see the soldiers, the Khmer Rouge soldiers, killing the people who were taken out of the houses? And if so, can you tell the court how they were killing the people who were taken out of the houses? ខ្ញុំឃើញជាបាសវាថ្ងៃបានយកយប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឃើញទេឃើញយកទៅកន្លែងដើរបានថ្ងៃវិញខ្ញុំឃើញជាបាសទល់ល្ងាចទាំងពឹកវាយកចောင်းផ្នែកចោះវាផ្ទះមកវាកណោតវាចောင်းចឹងពូពូប៉ុណ្្នេះវាដោតមក 30 ទៅនឹងទាំងអស់ទាំងមកខ្ញុំមើលទៅល្ងាចឃើញនឹងឃើញតិចតិចបាត់ទៅយកដាក់លេវាដកពូមកវិញយកទៀតចង់ពីលុតផ្ទះមកទៀតខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងថ្ងៃអានឹងថ្ងៃខ្ញុំឃើញបានយកយប់នេះខ្ញុំអត់ឃើញទេឃើញយកបាត់ទៅកន្លែងដើរអត់ឃើញលឺស្រែកលឺអីទេខ្ញុំនៅពូននៅកន្លែងហ្នឹងអត់លឺស្រែកតែស្ងាត់ Mr. Witness, I want to read to you an excerpt from the interview you gave to Issa Osman. This is E3-93-34, Khmer 002-04-436-4347, English 002-04-442-43, and French 002-74-724-25. This is what you said in that interview, quote, at about 7 o'clock, and you were talking about the morning in this passage, I saw 5 or 6 Khmer Rouge cadres go up into a house nearby. They dragged out the prisoners, each tied up and blindfolded. I stared, watching them. Then I saw them walk the prisoners one by one to the riverbank. A boat was anchored there, and there were about 30 prisoners waiting nearby. They undressed the prisoners down to their shorts and put them in a line. All of the prisoners were men. They took a rope from the boat and ran it through the bonds of each prisoner from one to the next. One end was tied to the last prisoner in line, and then they tied the other end to the stern of the boat. Then they took off the blindfolds. I was completely terrified as I watched the men, some crying, some screaming, as they fell to the ground and rolled as the boat pulled away toward the middle of the river.
At midstream, one Khmer Rouge loosened the end of the rope that was tied to the boat. Then the boat turned back to shore to repeat the process. We began to whisper to one another as we watched this. We knew our fates would be the same. The boat kept repeating this over and over throughout the entire day. End of quote. I have a number of things I want to ask you. The first thing I want to clarify with you, Mr. Witness, did you see people being dragged and drowned into the river while you were still in the house in which you were being detained? Or did you only see that at nighttime after you had escaped from the house? Nhưng khơi tới thằng ấy khơi chấn và dùm một khơi tới thằng ấy khơi đỏ đỏ kho cây ao nữa đỏ kho nơi đỏ kho cây muối nè chặt gì lưỡi tiền nó bật phần này chọn phần này chọn đáy đột phù chọn ngay tôi nghe từ mò đằng bờ màn cái nón chụp hỏi cái nón mà nước ao giọt mò nước ao đất mò ao lưỡi tiền đất tina bên này mò thì đừng có đặt mình nào mà đây ngày tôi nghĩ bạn chẳng ai bảo vốn chẳng bạn bạn thơ khi nhóm phụ khi nhóm dũng đừng và đây khi nhóm thơ thứ ngày nữa phụ khi nhóm bạn vốn thơ phụ kỳ sân anh đi chạm dục bạn khi nhóm hối luôn bạn dũng mà nè đó có ao có đuôi nông có ao đó nó có cây đó có nó có nông do mà chạy bóng ôn vinh có áo đọc vì kế nó do mà chạy bóng ôn nẹ phô mình nữa The house in which you were being detained, how far was it from the river? Tại đây cái không luôn lộn nó nơi chầm ngay phần màn bì tình lệ đấy nơi chẳng ngay được cái gì nè nơi chẳng ngay đấy nhóm nơi nó có bài đòn hà sông mạnh xa hà sông mạnh cho mơ khánh chứ bà nơi mà lòng tiết mối có bài anh chẳng phải là hà sông mạnh bị tực mỏ quý lưu mơ khánh cái nốt chứ bà khánh tực ấy chứ bà mưa bị hòng cái đà chèn Could you describe for us what this house was like in which you were detained and from which you saw what was going on at the riverfront? What kind of house was it? Can you describe? I look ban mơ khơn nhầm pi nè pi chân chàng phía hà nóng khơn kì vô cả nốt ô nè tăng bẩm mán để kì chọn xài nâng chẳng lúc anh rìa bỏ pi trông trì phía hà nóng tích ban ấy ta phía hà nóng nên thân than nhầm mạch đấy phía hà nóng phía lấy cái hố thơ sáng mà phía hà nóng đo lô phía bài anh chàng phía chà chà vì môn đòi đọc mà dám đắp đói từng vào môi mai tiệc nhung nợ nữa. Was it a traditional country house that had stilts or piles so that the house was elevated off the ground? Tại tại nó miền sò đấy thì tôi lại là tại bờ ran dướng như coi chẳng nãy tại bờ ran miền sò thông đá mà vì bay mát mà giờ nét đó tiệt tiệm đấy cho tới cần ăn đút đó tại bờ ran
And you stated that you saw the boat Samnur. That was dragging and drowning people in the river, repeating this throughout the day. Can you tell us how many times you saw a boat take people out and drown them in the river? លោកអាចជម្រាបបានដែរឬទេថាគេយកមនុស្សទៅទន្លេដើម្បីឲ្យពន្លិចទឹកឲ្យលង់ស្លាប់នឹងប្រហែលដងដែរពេលនោះលោកឃើញប្រហែលដងឃើញមួយថ្ងៃទល់ងាចនឹងប្រហែលដល់អត់ញោមអត់ហប់មួយថ្ងៃទល់ងាចតាំងពី7:00ទៅទល់ងាចនឹងប្រហែលមួយញោមអត់ហប់ទល់ងាចទៅមកសម្រាប់ក៏ពេលតិចតិចយមនៅមកទៀតហើយយកមកស្អីចောင်းទៀតដតពូកណោតទៅទៀតទៅមកនឹងប្រហែលខ្ញុំអត់ហមបន្តតាំងពីម៉ោង7:00ដល់ល្ងាចខ្ញុំនៅអង្គុយមើលក្នុងផ្ទះហ្នឹងអង្គុយមើលយំដើរថាយើងអញ្ចឹងហើយមើលទៅវិញពួកយើងដូចអញ្ចឹងហើយអាសែងកាត់ទៅមកតាមនោះខ្ញុំឃើញនៅលើផ្ទះឃើញអាសែងហត់ទៅមកហត់នឹកហត់ឲ្យយមនឹកមកឃើញទៅតែហត់ Could you tell us now how it was that you managed to escapefrom your house លោកអាចបញ្យលតឡាកាបានដែរឬទេថាតើលោកអាចរត់រួចខ្លួនរស់រៀនមានជីវិតនឹងដោយរបៀបណាដែរខ្ញុំរស់នឹងដោយពួនវិញតលគេឈប់យោមនឹកទៅគេទៅសម្រាកកុំផ្ទះគេសៃផឹកគេសបាយគេខ្ញុំចាញ់ពេលនឹងហើយពេលនឹងលូនទៅក្បែរទឹកលូនទៅបាយទឹកឃើញពួកនឹងយាមទៅខាងនេះយាមទៅខាងនេះយាមខ្ញុំលេងលូនទៅថុយហ្មងនៅក្បែរទឹកឃើញម្ដងមួយខ្ញុំម្ដងខ្ញុំហ្នឹងហើយដាក់កលែងព្រាខោអាវគេកបែបែអញ្ចឹងណាខោអោខាងប៉ុនខ្ញុំអីនឹកគេឲ្យជូនមកបែទឹកហ្នឹងដឹងគេយកបាយមិនទេឲ្យជូនអីវ៉ាន់មកដាក់បែទឹកកឃើញម្ដងខ្ញុំចង់ចំណាំខ្ញុំមានម្ដងមួយខ្ញុំប្រលិចទឹកវាក្ដាលខ្ញុំហែលទៅដាល់ទលាបដោយទឹកទៅហ្មងដល់កំពង់ត្រះដល់កំពង់ត្រះបានចូលខាងបានចូលខាងកំពង់ត្រះជុងចិត្តកំពង់ត្រះពេជ្រជីចុងពេជ្រជីដល់ហែចូលផ្ទះវិញវាចិត្តផ្លូវហើយI want to go back to Samnur. The time that you were able to escape from the house before you went to the river and floated swam down the river. How is it that you were able to get out of the house in which you were being detained without the soldiers seeing you? Can you tell us how that happened? Can you tell us how that happened? Can you tell us how that happened?មកគេកំពុងតចាប់ចងម្ដងទៀតគេហិតម្ដងទៀតណាធូធូហិតម្ដងទៀតពួកគេយូធាគេនៅកន្លែងចដាហ្នឹងគេអត់នៅខាងក្រោយទេចដាហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងដឹកជាងផ្ទះហ្នឹងមកវិញមិនដល់10ម៉ែត្រខ្ញុំចោះទៅតាមក្រោយវាអត់ដឹងអត់មានឈៀងនេះមកខ្ញុំលូនទៅក្នុងត្រឡងហ្នឹងត្រឡងស្គូហ្នឹងនេះអត់ដឹងព្រោះភ្លៀងផងយប់នឹងភ្លៀងងឹតខ្ញុំចោះវាអត់ដឹងវាអស់ហើយវាដុតធូបវាដុតស្គៀងមើលលើផ្ទះនោះអស់វាអត់ដឹងតើដានឹងក្បើកល្បើកអត់ដឹងនឹងចោះវាអត់ដឹងវាដឹងតើអស់ហើយលើផ្ទះនឹងយកទៅងប់អស់ហើយយកទៅសម្លាប់អស់ហើយវាអត់ដឹងខ្ញុំតើចេញម្នាក់នោះThank you.
Did you leave the house through a door? សំណួរ Or did you leave the house through a plank? លោកចេញតាមទ្វារ On the floor? ឬក៏ចេញតាមនៀបក្តារអញ្ចាំងក្តារហ្នឹងឬក៏ក្តារបាតផ្ទះហ្នឹងលោកណែបើកក្តារហ្នឹងចេញបើកក្តារចេញក្តារនោះផែលតប៉ណ្ណេះវត្តឆ្នាំតប៉ណ្ណេះខ្ញុំយកដៃចេញមកវាបើកមកក្តារប៉ណ្ណេះមកមកខ្លួនទៅមកអាក់ទៅក្តារប៉ណ្ណេះក្តារទឹងប៉ណ្ណេះវិញប៉ណ្ណេះបើកទៅល្មមប៉ណ្ណឹងចោះខ្លួនទៅបានគេអត់ដឹងទេខាងក្រោយនឹងអ្នកគ្នាឯងអត់ដឹងទេខាងទៅមើលខាងមុខមើលកំពុងតែកចង់ហិតម្ដងទៀតយកចោះទៅគេអត់មើលពីក្រោយគេកំពុងទៅមើលខាងមុខយុធារចង់ថែមយកចោះទៅយកចោះទៅDo I understand correctly then that you escaped through that plank at the time that the other people in your house were being taken away? Is that correct? នៅពេលដែលគេយកអ្នកផ្សេងទៀតនោះចេញពីផ្ទះរបស់លោកនោះដែរនោះគេយកទៅអស់នោះទៀតនោះបានយកពាក្យកដាលជាងបានយើងចោះបានយកចិត្តពាក្យកដាលបានយើងដឹងខ្លួនគេសែចំណងបានបើកកដាចន់ពាក្យកដាលផ្ទះនោះ40នាក់ដល់20នាក់ទៀតទេអស់20នាក់យកទៅទលាយកទៅមុនចឹងAnd you said that when you got out of the house and went down to the river, you saw a pile of clothes. Where is it exactly that you saw this clothes? And can you describe for us what the size of this pile of clothes was? អត់ឃើញអត់មាននេះទៅបានទៅស្ទាបនៅឃើញទៅខោអាវដោះដាក់កន្លែងហ្នឹងនឹងខោអីមិនមិនមិនដឹងទៅឃើញបដងយើងយកពីផ្ទះនេះទៅឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងដែរពីដងយើងយកពីភូមិពេលទៅបានឃើញកុំអោខោអាវដោះដាក់កន្លែងមុនចាអើមុនទឹកហ្នឹងឃើញកពេលទំកដាក់ដោះដាក់កន្លែងហ្នឹងបដងគេយកសម្រាប់ដឹងមិនមិនអត់ដឹងទេបានតែឃើញខោអាវនៅទៅហ្នឹងនឹងបាយទឹកនឹង This pile of clothes that was by the river, how high was it? Do you remember how high the pile was? ជិតមាត់ទន្លេហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាដែរលោកចាំទេទំហំប៉ែល2ម៉ាត់ទឹងផែលតំឆ្កេះហ្នឹង2ម៉ាត់ទឹងទឹងតំឆ្កេះហ្នឹង2ម៉ាត់ទឹងកាញ់កណោ2ម៉ាត់តំឆ្កេះហ្នឹងកំណោផែលមកចិត្ត1ម៉ាត់ហ្នឹង You've told us that you went into the river to escape from Tria.Where did you end up after you swam away in the river? ពេលដែលលោករត់រួចហើយរត់រួចចេញទៅហើយនោះលោកទៅដល់ណាទៀតដល់ដល់ពេជ្រអជាខ្ញុំចូលខាងមកជិតផ្លូវហើយចូលខាងក្មួយខ្ញុំនៅនឹងម្នាក់វានៅជាមួយគ្នាវាគាត់អត់ចាញ់មកខ្ញុំចាញ់មកនៅជាមួយគ្នានៅកាលគេជំនះទៅនៅពេជ្រជីទៅខ្ញុំឃើញថាចូលកន្លែងហ្នឹងណាកលគ្នានៅជាមួយគ្នាចូលមុំដល់អត់ទាន់ផ្លូវទេចូលលើផ្ទះគាត់ហ្នឹងទៅដល់ខាងខ្ញុំក្លៀនពេកក្លៀនអស់កម្លាំងពេកខ្ញុំ
ពេលដែលលោករត់រួចហើយវាធាក់កិច្ចពួតឆៅពៀហោពាកពួតឆៅពួតអីនឹងបំកំឡុងទៅទៀតអត់មានកំឡុងទៅអត់ពីថ្ងៃពីថ្ងៃពីយប់ហើយអត់មានអីសោះក្នុងពោះ I want to wrap up my questions so my colleagues have some time to ask you a few questions. Before I complete my questions, you talk about in your interviews of how after you survived the killings at Tria Village at the end of the Khmer Rouge period, you returned back to Ampol Village. When you came back to Ampol Village at the end of the Khmer Rouge regime, did you ever see again any of the Cham people who had been taken with you to Tria Village that day? មានឃើញជនជាតិចាមដែលគេនាំមកលោកនាំទៅជាមួយលោកនៅថ្ងៃនោះទេលោកមានបានឃើញវិញទេពេលទៅនោះខ្ញុំទៅនោះអត់មានណានាំទៅទេគាត់នេះប្រាប់ថាឲ្យទៅពំត្រាបើនេះខ្ញុំមកដល់យប់ដល់ភូមិពេលយប់យប់មកមានណាឃើញទេដើរមកតាំងពីនោះមកយប់នៅពួនលើកាទៀកបងខ្ញុំបងខ្ញុំ Thank you, Mr. Witness. I was asking you about after the Khmer Rouge had been driven out of power. But my question is, did you ever see again any of the Cham people who had gone with you to Tria Village and been detained in the houses there? Did you ever see any of those people again after the Khmer Rouge regime was over? ទៅ ផ្ទះ ជាមួយ នឹង លោក ណា លោក មាន ជួប អ្នក នឹង វិញ ទេ ពេល ពេល ចប់ របប ខ្មែរ ក្រហម ហើយ ណា ជួប អត់ ជួប អត់ ជួប ទេ អត់ ជួប អត់ អត់ ស្គាល់ The last question I'd like to ask you before I turn it over to my colleagues. Your family members, how many of your family members died during the Khmer Rouge regime? And who was it? Who from your family died during that period? ឯងគេយកទៅសម្រាប់នឹងបងខ្ញុំពីរនាក់ប៉ោះប៉ោះមួយឈ្មោះតាឡាត់មួយឈ្មោះយូសោះបងប្រុសបានទៅ3នាក់ហើយខាងខ្ញុំបានទៅប៉ោះ3នាក់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ពីរនាក់នឹងខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគេយកសម្រាប់អញ្ចឹងគេចងផ្នែកចងអីយកទៅបងខ្ញុំពីរនាក់ប៉ោះ You've already told us that you never saw your wife and your youngest son again after they had been taken with you to Tria Village. What about your other child? You mentioned that you had two children at the start of the Khmer Rouge period. What happened to your other child? ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះអត់មានជួបគ្នាវិញទេកូននោះជួបជាមួយម៉ែទៅស្លាប់ជាមួយម៉ែទៅអត់មានជួបគ្នាចង់បែកគ្នាទៅហូបបរហ្នឹងមកអត់ជួបគ្នាតឡើយ
khang phụ phân đang kỳ dô tôi xâm lặng dù mạnh mấy ớt đấng nên kỳ dô nó vay đá không đấng có đấng kỳ dô tùm liệu tức đông đấng ớt ớt dô tôi giúp mà dây dây kỳ dô tôi giúp Thank you for answering my questions, Mr. Witness. I'll My colleague has some questions for you. Thank you for your time today.
đăng tới từ kỳ xâm lạm ở chứ thì ta ai cho nơi nâng đăng tới kỳ xâm lạm ở bàn đất nơi ở bàn chẳng lúc đăng môn hai mình tới tha từ phùm trìa nâng nâng kỳ nâng dọc tới xâm lạm chẳng à lúc chọn vậy thành chẳng và nhóm đăng đăng kỳ chún tới môn mặc rõ mùi những cái bạch đời chún tới thật tiền thật tiền thật tiền thật bạch đời ăn màu mình chun krusa đưa tiết ta krusa này chậm chun krusa đưa tiết ta bật nhóm đằng chân chân vậy nhóm ở trong tư phần đằng bên nơi gặp cả nơi cái đại chúng bỏ còn nói ai hộp chưa tam play đại lục từ nắng từ thu tầm nay từ phùng tri nắng luôn vậy tham biên mà pay krusa đi có sai sắp krusa để thu tầm nay cho mùi lục nó về nó lục anh mình chạy bàn thế rồi lia cái này phom soi việc đá phom pel việc đàn nhóm mình đăng ba đây đăng cả sai sắp đào sai sắp phan đâu nhóm mới tới tới chơi đây tới chuẩn bị cái này nữa nơi mà tiệc pin tiệc nữa po pin tiệc mà tiệc thầm mà nhóm một tới khánh po nó tài sai sắp nữa phan đây đăng phom pel ประมาณphom soi ประมาณ đăng bảy phom nữa tới nơi tiệc chuẩn bị cái nàyនៅកន្លែងផ្ទះគេចង់វិញអញ្ចឹងតើនៅតាមផ្លូវហ្នឹងមានសន្តិសុខយាមពួកលោកធ្វើដំណើរដែរឬទេលោកអាចប្រាប់បានទេអត់មិនយាមទេគេឲ្យទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែកាលណាមាត់មិតស្រីណាកាលណាជិះម៉ូតូទៅមកទៅមកទៅមកហ្នឹងអត់មានមានជូនតែយើងបអទេទៅខ្លួនឯងបានមិត្តសៃនៅជីម៉ូតូមកមកវិញទៅវិញទៅវិញទៅមកទៅមកហ្នឹងពី7ពីពំត្រាទៅមកទៅមកបើតាជីម៉ូតូមើអត់មានមានជូនទេទៅខ្លួនឯងបអទេខ្លួនឯងតាតាសមមិត្តសៃហ្នឹងគាត់មានកំភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនដែរទេមកទៅឆ្លើយមកទៅឆ្លើយថាស្អីអត់មានកំភ្លើងទេអត់ឃើញទេបានណាកំភ្លើងខ្លីមិនដឹងទេបានអត់ឃើញកំភ្លើងវិញទេបានគាត់លាក់កំភ្លើងខ្លីក្នុងអាវក្នុងខោអីបានគាត់ណាកូនកាន់កូនក្រកថាកូនក្រកថាស្រែកមួយម៉ាត់ទៅបាត់ខ្លួនហើយគាត់បើសិនជាគ្មានអ្នកយាមទេហើយលោកដឹងច្បាស់ហើយក្រុមរបស់លោកមានគ្នារហូតដល់សាក់ប្រហែលជា40គ្រួសារលោកដឹងថាច្បាស់ទៅទៅដល់ភូមិត្រីគេសម្លាប់ហេតុអីក៏លោកមិនសម្រេចចិត្តរត់ចេញទៅភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាភូមិព្រែកអាជីឬក៏ភូមិដីអីដែលលោកធ្លាប់រស់នៅនោះកាន់តែទៅជិតដល់ភូមិត្រីណានៅក្នុងក្លាស់ហ្មងអត់ហ៊ានទៅដឹងទៅជិតដល់ភូមិត្រីហើយឃើញទាននៅមុខអាយុធានៅមុខហើយប៉ណ្ដឹងបោកអទេទៅខាងណាវិញយំនៅអង្គុយយំគប់គ្នានឹងក៏ទៅខាងណាមកក្រោយក្រាច់មកអត់កើតខេញចូលបោទៅក្រោយទៅចូលព្រៃទៅនឹងបោកអទេទាំងទៅតាមណាដាច់ចិត្តយំស្រីស្រីនៅអង្គុយយំតាមផ្លូវអត់ចង់ទៅមិនធ្វើម៉េចមកទៅខាងណាក៏បានទៅក្រោយខ្លាចអត់បានដឹងទៅសុំសម្រាប់បាននៅអត់បានទៅបោះទីមកដល់នឹងហើយគេប្រាប់ថាគេចង់ហុលងាយចង់ផ្នែកយកទៅកំពង់ពួកបែណាពួកបែភូមិមន្ត្រីនោះប្រាប់លោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលជិតដល់ភូមិមន្ត្រីគឺលោកឈប់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងបើប្រកាសណាគឺនឹងផែកន្លះម៉ោងចប់ស្លាំងកាំងឆោគោនៅជាប់នំហ្នឹងស្រីស្រីចោះលើអង្គុយលើផ្លូវលើដីអត់ឲ្យទៅពពោះផោនឹងទៅខាងណាលើនៅលើអទេសហ្នឹងថាត្រឡប់មកវិញខ្លាច់
kịp chun mò mình xài những tơ mò tơ mò và tới cái đằng tê kê xâm lạm đằng đằng cho bàn ra cái tới xâm lạm vẫn đằng cái tơ tơ khăn nè à con lục thiên này sao về liệu hai nhom sông cô việt ca này chun mê tử vi đàm đằng សូម អរគុណ លោក ប្រធាន និង សូម គោរព លោក ប្រធាន លោក លោក ស្រី ចក្រម និង អង្គ សាមណាកា ទាំង មូល និង សូម គោរព លោក អត់ សែង ខ្ញុំ ឈ្មោះ ទី ស្រី ណា ជា មេតាវី តំណាង ដើម ដង រវ វេ នេះ ខ្ញុំ សូម សួរ សំណួរ លោក មួយ ចំនួន សូម សួរ បក ក្រោយ បន្តិច ដែល សូម ធ្វើ ការ បច្ចាក ជាមួយ លោក ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ រស់ នៅ របស់ ប្រជា ជន ចាម ក៏ ដូច ជា រូប លោក ផ្ទាល់ នៅ ភូមិ ព្រែក តា ព្រែក អាជី cơ đôi chỉ lúc tha lúc ban tại đó prom phum pal dẹp pe pi sập đa phòng đài chấn nhom song su lúc đẹp con nâng chấm nổi pi nâng thật ta đẹp tôn nâng lẹ lợp bọ lẹ khăn nâng nong ca ru nơ hay nâng lợp bọ à ha cái đó loi bộ lục lục chẳng mạch đá lục một bóng ở chốt đó là bóng khi nhóm từ vô bò luôn anh vô mà chạy vô mọi hộp phần dù dù tới phạm thiền phùm kê ta ôn khi nhóm nế kê tư tam phớ bán kê rịa mùa kê ách rịa ở tư hối tế mò vinh mà mới chơi dần phẹp tham phục thiền phùm kê ở tư xâm tối lộ phải chỉ nhóm xong nghiệp xong nổ lăng với nhóm xong bà chạy tệ tông năng lộ bọc lẹ khăn được nông ca rùn nấu rồi bọc chôn chết chám chịp xếp bẹp bọn chùm mùi năng lộ bọc hà thật ta kê bà đo lộ bọc hà ơi cơm bó lộn dặn mạch đá lộn tệ tông năng ca hộp chốc xong bố bái bà rư môi cò dặn mạch đá đôi chìa miên ca lộn ba rư cò sư rùa miên ca hộp chốc bọc bố rư cò dặn mạch lộn nâng nông về lại lúc rùn nấu bạch chì con tê lâm bạc men tén rồi bà phẹp tới rồi bỏ mập tiệp bảy kilo con co họ riêu bà họ miền bận miền co đám đi miền thì bỏ hàng ngày có khát chieng phong pel con bờ thì phải chỉ dập chieng kì họ để họ bài đòn tay mới chăn nằm họ bỏ riêu chất đôi chỉ bộ lục chỉ chôn chết Islam chẳng kê miền ở đầm rơi ấy lục hộp sẽ chru ấy đại được tế lục rừng môi cò còn ta kê ao kê cột cung hà ta tam lại khăn thành chết bỏ lục đại được cái giang mạch còn đấy anh còn ní nữa rồi thử mà hộp chụp bụi kia nè mà sẽ chú cho mùi kia nè mà bó ấy bó cho mùi kia nè còn nằm lệch ra chạm sân có mài hợp sân đi mà dường hôm chó dường hôm bè hôm ấy đâu và nó kì khá mô kì không ai hộp mà nó khá mô kì hộp ở chó kì ai bè ai hộp đâu chất lục lực lang tham miên cá bằng khom ai hộp sẽ chụp đài chân thật ta nẹt lắc cái thử ban cái bằng khom ai hộp á nè hình chân người ta vì miên papo đòi sân tệ rõm khang bông phôn chân chết chăm đài được tế papo hai mình thử mạch tự nhiên on hiện tại đừng có papo hai làm mà họp đấy uốn mà bình họp nó uốn mà bình còn làm một cái họp cho đó mình ấy họp cho rồi còn làm họp cho đấy thom họp bèn họp ấy còn họp ấy nó hỏi đằng đấy vô bèn mà liệt tụng họp bài tới họp bèn rồi còn hỏi cái đằng đấy lại cái tham họp chút họp sẽ lo sẽ chung liệt cả đấy còn hỏi cái đằng nhóm xong xua bẹp bọn cho mùi sạch trục này thật ta ở át tần này nơi khăn ông ca hộp chá mần hộp sạch trục tề xua thật ta ở át tần này nơi khăn ông ca mần hộp sạch trục nó về miên át tần này nâng khlâm xa ấy sẵn mẹp krom chân chết chám bỏ lốt thật ta về miên sẵn sẵn khăn cầm rật ná
ដែលនាំឲ្យក្រុមជនជាតិចាមនឹងមិនហូបសាច់ជ្រូកដូច្នេះសូមអពិតអាកំពីនឹងថាចេញមកទីតាមកំពីនឹងថាអល់ឡោះដាច់ខាតមិនឲ្យហូបសាច់ជ្រូកនឹងឆ្កែនឹងថាមែនតើមកកំពីនឹងថាអល់ឡោះថានឹងកំពីនឹងថាមិនឲ្យហូបសាច់ជ្រូកតើនៅក្នុងកម្ពីអឡោះហ្នឹងគេមានបានបញ្យលអំពីមូលហេតុដែលមិនឲ្យជនជាតិស្លាមហ្នឹងគាត់មិនហូបសាច់ឆ្កែឬក៏សាច់ជ្រូកហ្នឹងដែរឬទេហើយតើគេបញ្យលយ៉ាងម៉េចដែរលោកសូមជួយបញ្យលជូនអង្គជំនុំជម្រះបន្តិចប្រហែលទាំងណាអឡោះមែនអឡោះថាក្នុងកម្ពីហ្នឹងគេណាហូបហ្នឹងថាគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យហូបទេគេដាក់ហារ៉ាំមិនឲ្យហូបទេសាច់ជូកនិងសាច់ឆ្កែហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងហូបចោះសាច់ជូកដាក់ក្នុងកូពីហ្នឹងឲ្យហូបខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណមួយទៀតមុនហ្នឹងខ្ញុំឮលោកតែងតែនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំយ៉ាងតើលោកចង់សម្ដៅទៅលើអីគេដែរលោកសំយ៉ាងហ្នឹងអល់ឡោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហ្នឹងប្រាប់ក្នុងកូពីហ្នឹងដែរឲ្យសំយ៉ាងក្នុងកូពីហ្នឹងយើងតាមអ៊ីស្លាមយើងតាមកូពីហ្នឹងទាំងអស់គាត់ឲ្យអ៊ីស្លាមឲ្យទីចាមតាមកូពីហ្នឹងអស់អល់ឡោះថាក្នុងកូពីហ្នឹងថាឲ្យសំយ៉ាងអ៊ីស្លាមយើងសំយ៉ាងឲ្យបួសបួសក្នុងកូពីហ្នឹងមកគ្រប់មកកូពីហ្នឹងអល់ឡោះតាឡាហាមនងកពីនឹងតើជនជាតិចាមទាំងអស់គេតម្រូវឲ្យធ្វើសំយ៉ាំនឹងទាំងអស់គ្នាឬក៏មិនពួកអីមុននឹងខ្ញុំឮលោកថាយើងចង់សំយ៉ាំអើសំយ៉ាំក៏សំយ៉ាំមិនបានត្រូវបានគេហាមគាត់មិនឲ្យសំយ៉ាំតើអត្ថន័យនៃសំយ៉ាំនឹងមានសារៈសំខាន់ចំពោះជនជាតិលោកយ៉ាងម៉េចដែរលោកព្រមទាំងរូបលោកផ្ទាល់ว่าได้คล้าอิสลามគេអត់ជឿជាក់ដែរគេអត់សំយ៉ាងដែរបានគេជឿជាក់គេសំឡាំងគេជឿជាក់កូពីហ្នឹងគេសំយ៉ាងគេលេងអត់បានទេប៉ុន្តែអ៊ីស្លាមដែរបានតែខ្លាំងមកគេអត់សំយ៉ាងគេអត់ទូជឿជាក់អត់ជឿជាក់ទាំងអស់ទេអ៊ីស្លាមហ្នឹងសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរលោកតាកតងទៅនឹងភូមិត្រានៅពេលដែលលោកទៅភូមិត្រាហ្នឹងក្រុមដែលគេបញ្ជូនគេឲ្យតម្រូវឲ្យទៅភូមិត្រាហ្នឹងតើសតនៈមានកំហុសឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាគេឲ្យពួកលោកទៅអត់មានកំហុសអីសោះជីជនសត្វសាក់ដូចគេនៅក្នុងភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែកាន់តែខុសលើមកពីពេជ្រជីមកពីពេជ្រជីមកគេឲ្យទៅវិញហ្នឹងហើយកាន់តែប៉ុណ្្នឹងពោផងភៈយុធាភៈដីហ្នឹងមិស្សៃហ្នឹងថាគេរំដោះហើយទៅកន្លែងណានៅភូមិណាឲ្យទៅភូមិហ្នឹងវិញនយោបាយគាត់អញ្ចឹងថាមកគេឲ្យជូនទៅភូមិទ្រាវវិញនយោបាយកោះខុសនយោបាយហ្នឹងការរំដោះបានហើយបានសុខសានសានត្រានហើយទៅភូមិវិញទៅមកភូមិគេហឺអាអ្នកមកវិបេជីទៅទៅវិញគាត់ទៅនៅភូមិទ្រាវវិញហ្នឹងហើយសូមអរគុណខ្ញុំសូមបន្តសំណួរមួយទៀតតកតងនឹងពេលដែលលោកទៅដល់ភូមិត្រៀននឹងលោកបានលើកឡើងថាមានការសួរឲ្យជនជាតិចាមដាក់ទៅមួយក្រុមជនជាតិខ្មែរកាត់ដាក់ទៅខ្មែរកាត់ចាមដាក់មួយក្រុមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ពួកគាត់ហើយសួរតើតាមពេលនោះគេមានក្រៅពីការសួរពាក់ព័ន្ធចំណុចនោះគេមានសួរចម្លើយផ្សេងផ្សេងទៀតទេតកតងនឹងការសួរចម្លើយគេធ្វើទរនកម្មទៅលើការសួរចម្លើយដើម្បីរកចំណុចអីផ្សេងទៀតដែលគេចង់ដឹងឯងលោកមិនចង់ដឹងអីទេបានទៅកន្លែងនោះសិតពួកច
chạm dương đấy, ăn miên phụ khmer tới đây mà đom dương tới nương, bạn con trai cái xạ chết dương có cái dương smart trong nương vía đây, cái số xạ chạm khmer nương, cái đằng xạ chạm hay mò nương, bạn cái số xạ mưa dương phò có dương smart trong, phổ dương mà khai về nương, thà chạm tới khai vào cần cho vài khằng, thà khmer tới khai vào thù thì khmer tới cần cho khằng thì thà dương phò chạm hay thà khmer vài khăng chiêng dừng ọt thà để tiền. Sầm ọt cơn. Chắc nhâm sầm bắt to sầm nổ mùi tiết ở nhâm miên ca chạp rõm cho nội mối bẹp bòn cho mối nâng bê đại lục rụt kịch chanh bị phùm tría rùi chỉ vật hành chắn. Bê đại chạp lọc bọc khmai cả hôm nâng bê đại dùng lục miên tà lọc tớ phùm tría bình ọt. Hay bà xanh chỉ lục tà lọc tớ nhâm chong su lục thà tá bẹp bòn cho mối nâng rần đào xạ sọp nâng. Cà bị lục nơ phùm tría lục bàn khơi thà rần đào xạ sọp nâng miên tầm mối gì. Bần tay bà xanh chỉ lục nơi bây đại lục tập lập từ phùng tri bên cầu chân nam mập đại lục bộ mai cả hôm nắng ta rồi đại sạ sấm nắng miền ca can láng rồi còn nơi tập đại chân nón môi tập đại rồi còn miền tràn chieng ở vậy đại đại lục ban khơi bị mồn núi mến nhóm ăn bàn tập lập từ ăn bàn tập lập từ mở ăn bàn tập lập đằng cả môi đằng bao màn đấy bàn này về nắng đào xua kỳ bài nắng thằng đào miền bài chẳng nắng thông mà mùi còn khánh cái đại nơi bài bài nắng biệt nơi bài nắng đào nắng và đây ruồi vì nhom bây giờ ruồi bây giờ nhỏ màn từ 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 cái lành vùng tây nữa thế sao mà con chắc lúc miền đại đang ngầm pi rồi ca sầm lập từ lơ stray đôi hai cái do stray từ sầm lập đại để lại xây pi bồ rọ đại rồi thế tôi có bài bóng bài xâm lạp sẵn còn có mong nhỏ đạo sẵn còn tôi chuộc cho mười mái ở đây xâm lạp sẵn còn xâm lạp sẵn còn có mong đạo sẵn còn đại cho bùi kia nè bài kia nè đó có lành nông chắc lúc miệng đai lưu cả rần ấy đai ơi miền sơn tây cái ao cái miền chơ đa chơ mà bắt té hai cái đạn sơn tây ở đây cặp mốc hai đấy cọt cặp đập cặp hết cái a cái co tại lẽ tới cái nông rừng đại xã sập ấy lúc miền đại chụp cả này năng rồi có thọp lư cả này năng đại được thế nhóm đặt khởi nhóm đặt khởi đánh lư cái này nóng và nơi vải nhóm đặt khởi nơi và nơi lư ra vải vài cỏ tầm địa đàn và là thời chắc nhóm ăn lưới ăn đắng để xa phê với lý nhóm xong mà ở con lúc chấm phù hợp ca trả lời một lưu hay nâng rồi xong ở con lúc thiên xong ở xong nó mà sạm là ca ngày nít đào pil chụp tấm lại hơi ở miền bắc cả cái tấm là ca sạm là ca sản lập ngày nít tấm đi hay sạm là ca lấy tấm to thuê được ngày ai ngày hôm kia thì vay khai cái nhà cho nam bị bọn đập phẳm chập đang bị mòn một bụng bực sạm là ca được ngày ai ông chụp đây hàng một to thuê sạm là ca sản lập được cái cam sạ say ít sến nâng chập đầm vừa sạm là ca sản lập được cái cam đang mình đang lập ở miền nít để miền hà giang niêm pí thì gì cp pí rồi sai sập bún ກະຊວງພິກິຈຽດບັນຈືນເຈົ້າຮ່ວມຕາມໄປວະລຽບບາດກຳນັດນີ້ອ້ອງຈໍາລ້ອຍອໍຄຸນລູກອິດເຊນດຳເນີນການສາມນາການສດັບໄຂກຳຂອງລູກຂອງຖານະລູກຍະສະໄຊໃນບັນຕອນຈອບໃນລາຍທີ່ອ້ອງຈໍາແດກກໍຫາຍຈື່ລູກອ້ອຍມາບັນຕອບດອກໄຂກຳໃນថ្ងៃໃສ່ຕິດໃນຈັບດ້າມປີມອງ 9 ព្រឹកទៅមកចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនជិតជាប់ចោតតាំងពីរូបលោកនួនឈៀននិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរគុំខាំងនៃអវតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះ